Mình có con nái nó gần đẻ nè các bạn. Nái này nái gạ, mình thấy cái bụng này nó nhỏ nhưng mà không biết là được bao nhiêu con nha. Mong là con này nó đẻ con nhỏ đi cho nó nhiều con các bạn. Đây sẵn đây mình quay cho các bạn xem cái con bên đây nè, đẻ hồi hôm nè các bạn. Sợ nó luôn. Đó, con nái đây con nái tơ nha. Một con một. Cái con này á là nó đẻ được 13 con. 12 con là nó khô bằng cùm tay mình vậy nè. Rồi có một con á là nó hơi trắng mà cái nít nó hơi đen đen xíu. Cái đầu nó thì hơi trắng. Nó sẽ chỉ có một con một thôi, còn nhiêu là nó đen hết trơn luôn. Đây nè các bạn. Bỏ vô đây nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó đen hết trơn trong đây luôn nè. Heo mình đẻ nè các bạn, heo mình chuẩn bị ra con đầu tiên nè các bạn ơi. Quay qua bên đây cho các bạn xem nè. Đây giò nó ra tới nè, để mình kéo nó ra tiếp để con mẹ nó đỡ mệt nha các bạn. Đây là con đầu tiên nha. Mình đang chuẩn bị đèn này kia đâu nè, đó. Ra là thấy nó dở nó cối ra rồi, ra luôn các bạn ơi. Heo này cũng to đó các bạn, mà bụng thì nó cũng tương đối thôi chứ nó không được to đâu. Con này chắc mình đoán chắc tầm 8 con là dữ lắm rồi. Con này là nái gạ, con này nái lứa này nữa, lứa thứ 4, thứ 5 gì rồi. Con thì nó cũng to đó các bạn. Để mình cho nó vô sọt mình bắt đèn ấm lên cho nó nha. Theo là con thứ hai ra nè các bạn. Đó, con thứ hai nha, đứng không được. Rồi bây giờ mình cho con thứ hai vô sọt nè các bạn. Một tí nữa mình buộc rúng nha. Mình để mình làm công chuyện xong cái đi rồi mình hết buộc rúng nó sao. Tại mới có một hai con thì nó chưa có đạp rúng với nhau đâu. Hai con rồi. Một con bông bò, một con bông trắng, một con trắng. Con này thì bụng nhỏ các bạn ơi, đẻ con to nữa. Không biết được bao nhiêu con đây. Đây cái sàn mình định làm sàn đẻ ở đây nè. Hổng gài mới làm được cái khung này các bạn. Cái này chưa làm nữa, để từ từ rảnh rồi mình mới làm. Cái heo của mình chưa có nhiều nên chưa cần xài nên mình chưa cần làm gấp nha. Rồi bóng đèn của mình nó tắt rồi, bây giờ mình kéo con này ra tiếp các bạn ơi. Cái con này nó nằm ở trên cái thanh chống đè luôn nè. Đó, cho nó gớt xuống đó đi để không thôi con mẹ nó sụp xuống cái nó gãy sống nó à. Rồi ok nha các bạn, đây là ba con rồi nha. Đây con thứ ba rồi. Đây bóng đèn nó cháy lại nè, mình cập nhật tình hình con này cho các bạn xem. Quá to luôn. Đó. Bỏ con này vô chung với bài này luôn. Hai con nè. Rồi ba con rồi nha. Đợi một tí nữa mình cập trình hình cho các bạn xem thêm. Con này là dao động chắc khoảng 8 đến 10 con á. Bụng tuy gần bụng nó không có đội hung nhưng mà bụng nó to các bạn. Cái phỉnh này nè, thấy mình thấy nó to. Nhật tình hình mới cho các bạn xem nè. Đây là con thứ tư nè các bạn. Mình vừa có cuộc gọi rồi không có quay cho các bạn lúc nó ra nó nằm gì không, con nái này sao mà nó sụt ra sao, nó nằm gì không, không có mở cửa để quay cho hình ảnh nó đẹp. Đó, nó chào nước ói nó muốn ra nữa rồi nè. Để đợi con này nó ra luôn nha các bạn. Nó nằm gì đẻ luôn đó. Ok, nó nằm xấu không? Nó đạp con nó rồi. Nó nằm ra là đẻ đó. Để cho cái qua nó chạy xuống đi rồi cho nó đẻ ra. Đó, ra luôn các bạn ơi, ra luôn rồi. Đó, thấy chưa? Ra này con thứ 5 rồi nè. Ê, con này thì khả năng 10 con, 12 con là chắc có các bạn ơi. Bụng vẫn còn tròn. Nó hơi xẹp thôi chứ bụng vẫn còn tròn. Mà đẻ con to lắm. Con này to dễ nuôi các bạn. Rồi ở đây á, mình cập nhật cho các bạn xem cái con bên đây nè. Các bạn nhìn thấy sợ luôn. Đẻ được 12 con. Mà khô hết trơn rồi. Mà heo không có sữa luôn các bạn. Coi vú nó nè. Teo hết trơn luôn. Còn có con bơ dơ vậy nè. Là uống sữa ngoài luôn các bạn. Uống sữa bình luôn. Để sữa bình đâu rồi. Đây. Mình pha sữa bình như nè là mình đút, mình canh giờ là mình đút cho nó đó. 120C, nó uống một lần gần 60C á. Con mẹ đó nó quá trời tệ luôn đó. Nó nằm đây nè, có một mình lẻ loi chưa bắt đèn cho nó luôn. Các bạn lưu ý nha, đối với trường hợp mà heo mẹ đẻ ra nó có sữa bình thường á thì các bạn tập cho uống sữa nào cũng được. Còn trường hợp giống như con lúc nãy á là đẻ ra không có sữa thì các bạn cho uống sữa bột dinh dưỡng nha các bạn. Ở đây là mình cho uống sữa bột dinh dưỡng là công thức của người. Ở đây á, mình có cái nguồn hàng mình lấy một lần nhiều 300-400 kg các bạn. Mình lấy một ký có 80.000 thôi. Là các bạn nào cần giống như mình á thì mình sẽ chia lại cho các bạn xài. Còn các bạn ra tiệm sữa nhiều khi giờ sữa đó là nó bán một lon vậy là khoảng 100 mấy lận. Giá nó hơi cao nha. Tại vì chủ yếu là mình lấy sữa gần hết hạn nên giá nó rẻ các bạn. Còn mà các bạn lấy sữa giống như bán ngoài tiệm thì một hộp của nó khoảng 300 mấy, 400 mấy lần, giá nó cao lắm. Trường hợp mà heo mẹ nó có sữa thì uống cái nào cũng ok hết. Còn mà không có sữa
thì bắt buộc phải uống sữa dinh dưỡng cao để cho con heo nó mập nha các bạn. Mình cập nhật tình hình cái con thứ sáu cho các bạn xem nè các bạn. Mình mới vô nhà mình ăn chén cơm các bạn ơi, chiều giờ 3 giờ chiều mà bây giờ 7 8 giờ tối rồi mà chưa có ăn miếng cơm, rồi vô ăn chén cơm xong rồi ra nó đẻ con này là nó khô cái lớp áo nó ngoài luôn rồi nè. Rồi để mình thả vô chung nha. Còn cái con nhỏ các bạn là cái bầy hồi nãy mình quay đó, là mình bắt qua để cho cái bầy này nó nuôi luôn. Con này nó không có sữa, nó ốm đó các bạn. Nó uống sữa bột ở ngoài thôi. Rồi bây giờ mình cho con ngoài này vô luôn nha. Tổng đàn mình được 6 con rồi. Khoảng 1 tháng nay các bạn là mình chưa có ra clip cho các bạn xem á, thì do heo mình chưa có tới đợt đẻ các bạn. Hôm nay là có con này nó đẻ lại á, thì mình quay cho các bạn xem. Nãy giờ nó đẻ được 6 con rồi, nhưng mà đợi nó giờ khoảng 45 phút rồi thì chưa có con nào ra hết trơn á. Bây giờ thì mình sẽ tiêm cho nó 3C oxytocin để cho hỗ trợ nó đẻ, tử cung nó co bóp, để nếu mà có con thì nó đẩy, tiếp tục đẩy con ra. Còn không có con thì nó sẽ đẩy nhau ra nha các bạn. Sau khi nái mình sanh xong á thì mình sẽ tiêm thêm 3C oxytocin nữa để cho cái dịch với cái nhau nó còn sót lại á, cho nó ra hết luôn. Rồi xong khoảng chừng 1 tiếng sau thì mình sẽ tiêm cho nó một mũi amoc. Amoc đối với nái đẻ là tiêm 3 mũi nha các bạn, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Rồi xong á là mình sẽ tiêm cho nó thêm cái thuốc bổ. Ở đây á là mình thường xài cái thuốc bổ này, cái Buta này nè, Buta B12. Là cái thuốc này á là hỗ trợ để nó tăng lực các bạn, chích vô là để cho nó sung lên, nó sảng phái trong người lên, giống như các bạn uống number one vậy đó. Uống xong thì người các bạn thấy khỏe lên, thấy hăng hái lên thì thuốc này chích vô cũng vậy. Thuốc này á thì các bạn chích cho nó từ 3 đến 5 ngày liên tục để cho con heo kích thích, con heo nái sinh xong á, thường thường những con mà đẻ nhiều á là nó hay bị mệt lắm, nó nằm ly bì. Cái này mình chích vô để cho kích thích nó khỏe, nó ngồi dậy để nó ăn được một tí. Nhiều con á là 4 5 ngày nó mới ăn, là những con đó nó đuối, nó mất sức lắm, sữa nó không có được nhiều. Chích cái thuốc bổ này vô, cái thuốc bổ này các bạn là cái thành phần nó giống hệt như cái Catosan luôn, mà chỉ có cái là cái thành phần chất dẫn của nó khác thôi, chứ thành phần bên ngoài nó không khác gì Catosan hết. Giá này là bao rẻ bao tốt cho các bạn xài luôn, chỉ bằng 1/3 giá Catosan thôi các bạn. Còn Catosan thì nó 275.000 thì nó giá nó cao quá. Mình xài cái này là cũng ok, là hiệu quả rồi. Để mình cho các bạn xem gần nè. Rồi ở đây thì mình quay sát lại cho các bạn xem nè. Đây là chai Buta B12 nha. Đây là hồi sức tăng lực, là giống như uống number one nha các bạn. Chích liên tục là từ 3 đến 5 ngày. Chích vô để cho heo nó sung đó các bạn, để kích thích nó ăn, để nó giỡn rồi đó. Đây ở trong chai nó như thế này. Chai 100ml nha các bạn. Đây đưa sát các bạn xem nè. Nếu mà sau này các bạn có xài cái loại này á, thì các bạn liên hệ với mình. Thì giá này là ok á. Nếu mà đại lý nào mà có bán á, là khoảng 130 một chai các bạn. Giá mình để cho các bạn là giá mà lấy mà giá sỉ luôn rồi đó. Giá sỉ mà đại công ty đưa cho mình là mình chia lại cho các bạn xài để các bạn tiết kiệm chi phí đó. Không cần xài Catosan nữa. Catosan thì đắt quá. Thành phần nó giống nhau các bạn, không khác gì hết trơn á. Thành phần y như nhau luôn. Là các bạn cứ so sánh thành phần đi. Các bạn cứ lấy hình ảnh rồi các bạn cứ so sánh thành phần. Thành phần của nó thì giống như Catosan, không có khác gì hết. Các bạn coi thành phần nè. Các bạn cứ so sánh đi, nó liều lượng nó cũng giống hệt với nhau thôi. Nó chỉ khác cái dung môi thôi, nhưng mà nó hiệu quả không có kém gì Catosan, 9-10 với nhau thôi các bạn. Cái này giá bằng 1/3. Catosan Thái là 275. Còn các bạn một số đại lý khoảng 300-301 có luôn á. Đó là Catosan nha. Còn cái này ngoài đại lý khoảng 130, nhưng mà cũng ít đại lý bán đó các bạn, cũng không phải là đại lý nào cũng có cái hàng này đâu các bạn. Hồi lúc trước á là mình xài Catosan các bạn, rồi sau này mình đổi sang mình xài cái loại này á, thì mình thấy nó hiệu quả cũng không có thua kém gì Catosan hết, nhưng mà giá thành của nó 1/3 Catosan thôi, là 100C, 100ml á. Catosan thì nó 275.000, thì giá thành nó cao quá nên mình sử dụng ít. Chủ yếu là mình sử dụng cái này, sử dụng cho heo con, heo mang thai cũng được, heo đang cho sữa cũng sử dụng bình thường các bạn. Heo con lên được 7-8 ngày á, các bạn chích cho nó nửa C, chích cho nó 2 ngày liên tục. Rồi lên 15-20 ngày thì các bạn chích cho nó 1C, cũng chích cho nó 2 ngày liên tục để kích thích cho nó sung, nó chạy vòng 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 các bạn. Rồi các bạn trong quá trình mà đỡ đẻ heo á, có cái gì mà thắc mắc á, các bạn cứ nhắn qua Zalo của mình, hoặc là các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho mình đi. Cái phần nào mình biết á, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Còn cái vấn đề mình không biết là nói không biết nha các bạn. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Bây giờ mình tiêm thuốc cho nó.
rồi để xem coi là nó còn con nào hay không. Khả năng con này là nó ít sữa các bạn, là mình phải cho nó uống sữa ngoài đó, tại vì mình thấy không có thấy cái trái sữa, nó chỉ có một bẹ sữa, bẹ sữa của nó chỉ tí xíu thôi, chứ con này cũng không có sữa. Cũng có nhiều anh chị gọi cho mình á, là heo của anh chị cũng ít sữa lắm, là bắt buộc phải uống sữa ngoài. Trường hợp mà heo của mình nó có sữa nhưng mà nó hơi ít sữa, thiếu sữa một chút thôi, thì có thể là mình uống sữa tươi cộng với amốc với cám tập ăn thì nó ok. Còn mà trường hợp heo của mình á, là nó bú sơ ngang cái là nó hết sữa, là đó là gọi là rất là thiếu sữa, là cái đó là các bạn sẽ dùng là sữa bột dinh dưỡng cao, thì các bạn chọn thêm amốc nữa thì nó không bị tiêu chảy. Để cho nó uống á, để cho nó mập mập hơn nha các bạn. Còn uống sữa kia không á, heo nó ốm nha các bạn. Mình thường thường dùng sữa bột các bạn, sữa bột công thức của người á, là sữa gần hết hạn á. Sữa bột của người các bạn là 1 kg là chỉ có 80.000 thôi, tại vì mình lấy số lượng lần 200-300 kg lần để cho mình xài heo của mình á. Thì các bạn cần á, thì mình vẫn chia lại cho các bạn để các bạn xài nha. Xài là ok, heo mập mập bình thường. Còn mà uống sữa tươi á, là nó không đủ dinh dưỡng nha các bạn. Đối với trường hợp mà heo mẹ nó ít sữa thì uống sữa tươi ăn cám tập ăn thì nó ok nha. Trường hợp mà heo mẹ nó có tí sữa, nó bú không được là heo nó không đủ dinh dưỡng. Là uống thời gian như vậy á, rồi nó ốm hoài là khả năng là nó chậm lớn, nó dễ bị còi á các bạn. Rồi bây giờ mình tiêm thuốc cho con nái này nha. Mình đã tiêm cho nó 3C oxytocin rồi các bạn. Nãy giờ nó gặn cũng được 2 cơn rồi nhưng mà nó chưa có ra nha. Khả năng là vẫn còn con các bạn, bụng nó vẫn còn đội nha. Bây giờ mình sẽ thả 6 con nó cho ra cho nó bú trước đi. Rồi một tí nữa có cái con nào ra sau nữa thì một tí nữa mình cho bú sau. Mấy con kia thì thấy cũng lâu rồi. Bây giờ cho nó ra nha các bạn. Bây giờ mình thả 6 con này ra cho nó bú nha các bạn. Còn cái con mà mình gửi á, mình sẽ để lại nha. Tại vì một tí nữa thì mình cho nó bú sau. Cho cái đàn này nó bú sữa đầu trước cái đi các bạn. Cái con này nó già rồi, nó cũng đỡ rồi. Một nè. Để mình quay cận cảnh 6 con cho các bạn xem nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, với một con ký gửi của bầy khác nha. Nhưng mà nó bằng khoảng chừng 60% của cái bầy khác rồi các bạn. Cái con này nó bằng 60% của bầy này à, chứ nó không có to nữa. Các bạn coi nè, nó có chút ép à. Đó, ở ngoài với trong nó chút ép à. Đợi cho nó bú sữa đầu xong hết đi rồi mình hãy thả cái con nó ra cho nó bú. Không biết có còn con hay không các bạn, nhưng mà mình ngồi xuống cái mình thấy nó ra một ít nhau nè, đó. Nhau nó lộng thòng nè, để mình kéo cái này ra trước đi rồi coi có còn con hay không nha. Mình mới vừa kéo một chùm nhau nhỏ các bạn chứ không ra nhau nhiều, mong là nó còn con nữa để mình đỡ nha các bạn. 6 con này là coi như là quệ vốn các bạn. Coi như thường thường là 7 con thì mới đủ vốn đó. 6 con này giá thời điểm này là quệ vốn đó các bạn. Con này giống như nuôi không rồi đó. Rồi heo mình mới vừa ra con thứ 7 nè các bạn. Cái con này đợi gần 2 tiếng đồng hồ luôn. Quá trời lâu luôn, con bự quá các bạn ơi. Đẻ ra nằm im ghe luôn nha. 6 con này bú no rồi nè. Rồi còn anh cả trong đây. Ngủ no nê luôn các bạn, nằm ngủ mình luôn. Lát thức dậy nữa mình cho bú một cự sữa bình nữa là ok nha. Để bây giờ mình quay mình đánh thức nó đi, mình cho nó bú một cự sữa bình. Bây giờ mình bỏ con này vô trước đi rồi mình quay cho nó uống sữa cho các bạn xem nè. Rồi đây nè các bạn, đây là bình sữa của nó nè, đây là đại ca nè. Ở đây là còn khoảng 80ml sữa các bạn. Đây đại ca bé tí hon luôn, giờ cho bú nha. Đại ca từ lúc đẻ ra là bú sữa nó dành ra nó. Nè bú chót luôn nè các bạn. Đây, thấy không? Quay cho các bạn xem cận cảnh nè. Đó, bú hót hơi luôn á. Đói rồi, ngủ nãy giờ luôn mà. Cái này là uống sữa dinh dưỡng của em bé các bạn, uống sữa công thức các bạn, nó mới đủ dinh dưỡng. Rồi bú no rồi đó. Hồi nãy 80, bây giờ còn 50 là nó bú khoảng 30 các bạn. Có bụng rồi, bây giờ để xuống cho nó bú luôn. Đây quay qua đây.
mình để xuống dưới đèn nữa cho nó bú luôn nha. Để đây cho dành bú với chị em của nó. Không dài có một mình nó buồn, nó nhảy xuống đất hoài các bạn. Cái kẻ này nè nó nhỏ quá và nó đi xuống đất hoài luôn á. Thôi ra một con nữa các bạn ơi, nè nè. Rồi để mình lau chùi con này. Con này nó không có ngọt nhưng mà nó hơi nhìn nhớt nó nhiều á. Rồi ok nè các bạn, con này vẫn sống bình thường nha. Nhớt nó hơi nhiều thôi. Rồi đó các bạn ơi, bây giờ hai con đẻ sau này á, một tí nữa mình cho nó bú sau nha. Những con này nó bú no rồi á thì mình sẽ đem vô mình nhốt lại, mình cho hai con nó bú sau. Còn đại ca này không, nó không có quen mà nó sống với bầy, nó sống có một mình, nó biết nó quen rồi. Bữa nay nó là 4 ngày rồi. Rồi cập nhật tình hình mới luôn các bạn ơi, con này coi nè các bạn. Nó bự gấp đôi cái con bình thường luôn nè. Con này quá to luôn rồi. Con này bự Cassido luôn. Rồi hiện tại là được 9 con nha các bạn. Con này là to nhất luôn á. Ô con này to lắm. Con này nó muốn gấp 3 con nhỏ đó luôn. Rồi để mình lau chùi nó nha các bạn. Một tí nữa mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Ở bên đây cái bầy heo này các bạn, có nắng mưa có vài con viêm phổi. Cái nó ho các bạn. Bây giờ mình đánh dấu để mình tiêm cho nó nè. Đàn này thì nó dao động chắc khoảng 15-17 kg các bạn. Còn mấy con bên đây nè, mình thả xuống lúc 12 kg. Bây giờ là nó khoảng 35-40 kg. Là mình chỉ dội cái nền mà từ chỗ con heo nó quay đầu về đây thôi đó. Là từ đó mình chỉ quét cái nền mình dội nó xuống thôi đó. Chứ thật sự cái ô này là chưa tắm rửa, chưa dội lần nào mà nó sạch vậy nè. Nó đi toàn ở dưới đó không các bạn, sạch bon luôn. Mình chỉ quét nền là ok đó. Các bạn thấy nền không, sạch bon à. Cái bầy này khôn lắm, cái bầy này đi dưới không chăm cái bầy này nhẹ lắm đó, nó ho đó. Bây giờ là mình phải đánh dấu để mình chích nó luôn nè. Đây con này ho nè. Các bạn dùng Tilo Genta với đề xa. Đối với những trường hợp ho này nè các bạn, mình đảm bảo các bạn tiêm Tilo cộng đề xa trong vòng 3 mũi là dứt các bạn. Như con ho bình thường nè, những con ho giống như chó sủa là 5 mũi nha. Tùy theo thuốc và hãng thuốc nha các bạn, chứ không phải là loại nào tiêm cũng hết nha. Tuy rằng nó là Tilo nhưng mà nó hãng khác. Giống như cái mình giới thiệu các bạn là hãng này, mà các bạn đi mua hãng khác là hiệu quả nó sẽ khác nhau các bạn. Không có cái nào giống cái nào đâu các bạn. Ơi ra con thứ 10 luôn các bạn ơi, chổng ngược luôn, ra nhau tính đâu là hết rồi. Nãy nó ra chùm nhau này trước nè, tính đâu là hết rồi. Ai ngờ con thứ 10 nó đi ra luôn, con thứ 9 mình chưa đem vô nữa nè. Rồi hai con cuối này để nhanh rồi ra nhau rồi chắc hết luôn các bạn ơi. 10 con. Một con ké nữa là chắc 11 con là xong rồi các bạn ơi. Đó, bầy này 10 con thì cũng đạt chỉ tiêu các bạn. 10 con thì giá cả này thì cũng ok rồi. Một con giá hiện tại là 8,5 kg. 10 con là 15 triệu. Chi phí cho đàn của mình là khoảng 7 triệu đến 8 triệu. Mình vẫn còn lời được khoảng 7 triệu, hơn 7 triệu các bạn. Giá hiện tại là 8,5 kg là 1,5 triệu. Giá này dao động theo thời điểm nha các bạn, chứ không phải là giá cố định nha. Tăng ký là 50.000. Hiện tại là heo bên mình là có khách đặt cọc trước hết các bạn. Trong năm nay là có khách đặt hết rồi, các bạn thông cảm giúp mình nha. Còn mấy cái bầy này thì mình để lại mình nuôi. Tại vì mình còn chống ngô các bạn. Mình xuất cái bầy bự xong là mình còn chống ngô đó. Cái này là hai mấy con mình để lại chừa lại nuôi một ô nè. Ở đây thì mình phát hiện là có khô một con các bạn ơi. Là heo của mình để được 11 con, khô một con nha. Phát hiện là khô một con. Đây nhau khô nè. Ôn con nữa các bạn ơi, nó là đẻ 12 con luôn, con này mang bầu được 12 con. Vì đến thời điểm hiện tại heo của mình nó đẻ được 10 con sống các bạn, hai con khô nha. Tổng là 12 con, bụng nhỏ nhưng mà vẫn đạt nha các bạn. Heo này heo gà nha, đứa 4 đứa 5 rồi. Bây giờ mình thấy mấy con ngoài này nó bú no rồi, nó nằm nó ngủ rồi nè. Rồi 4 con này thì chưa bú. Rồi bây giờ thì mình sẽ thả 4 con này ra, mình nhốt 6 con ở ngoài này lại với cái con nhỏ là 7 con nha. Các bạn nãy giờ mình đi vô nhà mình nghỉ ngơi các bạn, mình nhìn camera thì phát hiện là nó ra nhau với nó mới đẻ ra một con nữa nè các bạn. Cái con bên đây nè, nó còn tươi luôn các bạn. Con này nhau, ôi gan con đó các bạn ơi, lú giò ra kìa, biết còn sống không nữa. Rồi các bạn ơi, hiện cái con đó nó đã ngọt rồi nha các bạn.
Hiện tại là heo của mình nó đẻ được 14 con mà nó ngọt một con, nó khô hai con, là hiện tại là nó còn 10 con các bạn, 11 con các bạn. Mình đếm, mình kiểm heo các bạn xem nha. Hồi nãy mình bỏ ở ngoài này vô một con rồi. Một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè. 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 con là có con nhỏ này của con đằng kia gửi á. Đó, tổng heo của mình nó đẻ được 14 con, khô hai con, ngọt một con là còn 11 con. Thấy bụng nó nhỏ quá trời, đón tầm 8 con, 9 con là dữ lắm rồi các bạn. Mà nó đẻ được 12 con luôn. Ở 10 14 con chứ. Còn sống được 11 con. Vậy là cũng ok nha các bạn. Nái gà, mấy con nái này nái chiến của mình không à. Nái lứa 4 lứa 5 là mấy con nái mà thời đợt đầu mà mình nuôi mình để lại á. Bên đây còn mấy con mà nó mới có bầu mấy tháng mấy 2 tháng à. Còn cái con này á thì nó nhỏ quá, mấy con kia ăn hiếp rồi thêm nó viêm phổi nữa, mình qua mình nhốt đỡ cái ô bên đây luôn. Nó là con đực nha. Đây nguyên dàn nái mình nó nằm ngủ hết rồi nè. Mình thấy chiến này bụng nó nhỏ nhỏ không mà không biết được bao nhiêu con. Cái có con này là chuẩn bị đẻ nè, con này bụng thì nó cũng nhỏ các bạn. Con này nó đẻ lại mình lấy cái để mình làm giống thêm nha. Mình đẻ nữa rồi các bạn ơi. Coi camera thấy con này ra chạy ra liền luôn nè, dây rúng còn nè các bạn. Con này con thứ 15 rồi nè các bạn. Đây con thứ 14 hồi nãy nó đẻ ra rồi, con thứ này con thứ 13 rồi, con thứ 14 nó ngọt đó các bạn. Rồi bên đây là con thứ 15 nha. Heo này thấy bụng nhỏ mà đẻ quá trời các bạn ơi, mà đẻ con to nữa, 15 con rồi. Rồi cái này á, thì sáng mai mình quay tổng đàn cho nó bú á, thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Ok mừng rồi các bạn ơi, giờ là đàn này sống được 12 con. Vậy là ok rồi. Rồi đó các bạn ơi, bây giờ heo của mình đã đẻ xong rồi, đã ra nhau xong rồi các bạn. Bây giờ là gần 1 giờ khuya rồi nha. Bây giờ các bạn kiểm heo với mình xem là mình nói có đúng hay không nha. Heo của mình đẻ 15 con, còn sống được 12 con các bạn. Bây giờ được kiểm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con trên là 12, con này là 13. 13 con này gửi là nó còn 12 nha. 12 với một con ngọt với hai con khô là 15 á. Bụng nhỏ mà đẻ thấy ghê quá, đẻ quá đạt luôn các bạn. Con này là coi là hết ba máu. Này là phối tinh bò nè các bạn, có một số nó ra bông thôi chứ nó không có ra bò nguyên con nha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha.